Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái timer Hanger mang thương hiệu Arrowline này. Với thời gian cài đặt là với cái chức năng của nó có thể tắt mở cho một thiết bị điện xài công suất tối đa là 5000W và với 17 chế độ nhớ trong vòng một tuần. Các bạn có thể cài là thứ hai là mở từ 8 giờ tới 9 giờ, rồi thứ ba là từ 10 giờ tới 2 giờ chiều chẳng hạn, hoặc thứ tư mình cài từng ngày cũng được, mà mình cài thứ hai đến thứ bảy cũng được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt về cái timer này. Nhưng mà trước tiên cài đặt thì mình khuyên các bạn nên reset đi. Mình sẽ dùng một cái vật nhọn, mình ấn vào cái nút chứ có một cái lỗ ở chưa phía ký hiệu là C này, là reset nó về chế độ ban đầu là 0 giờ và bắt đầu mình sẽ cài lại cái thời gian thực cho nó. Để cài thời gian thực thì bạn ấn vô cái phím đồng hồ này, có cái biểu hiện đồng hồ này, được biểu hiện đồng hồ, và ấn phím D để chỉnh ngày, phím H là mình chỉnh giờ, còn phím M là mình sẽ chỉnh phút. Bây giờ theo đồng hồ của mình nó là 3 giờ chiều và 34 phút. Bây giờ mình sẽ cài đặt cho nó là mình sẽ ấn phím đồng hồ này, giữ đè nó, ấn phím D đó, chỉnh về thứ tư. Rồi xong, tiếp mình sẽ ấn phím đồng hồ và mình ấn phím H đó, mình chỉnh giờ là 15 giờ 34 phút. 15 giờ. Rồi, bấm phím M để mình chỉnh phút này. Đây tại mình cài đặt thời gian thực là hiện tại bây giờ để mình cài đặt cái thời gian mở tắt cho đúng giờ. Rồi 15 giờ 34 phút đó, đây là cái thời gian thực. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cài đặt cái chế độ mà hẹn giờ đó. Mình sẽ ấn phím P nó sẽ hiện là 1. Đây là chế độ số 1 là on này. Đó, mình ấn phím D để mình coi là đấy, đây là cài đặt từ thứ hai đến chủ nhật. Ấn phím D một cái nữa thì nó sẽ hiển thị là thứ hai đến thứ bảy, và D cái nữa từ 2 đến 6. Ấn một cái nữa chỉ là thứ bảy chủ nhật, và ấn cái nữa 3 5 3 5 7 2 4 6 hoặc là 2 3 4 5 6 7 chẳng hạn. Nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình ấn sẽ từ thứ hai đến chủ nhật thì, hoặc là bạn cài từng ngày. Chỉ có cài đặt hôm nay là thứ hai là giờ này, thì thứ ba thì kia thì bạn cài đặt từng ngày. Còn đây mình sẽ cài đặt thứ hai đến thứ bảy một chế độ, là một chế độ thôi, mình cài đặt cả tuần luôn. Mình ấn phím H là mình sẽ chỉnh giờ đó, mình chỉnh là 6 giờ, là cái timer này sẽ kích hoạt cái thiết bị điện nhà mình là 6 giờ nó sẽ mở. Và mình sẽ ấn phím B một lần nữa, nó hiển thị là một off đó, là cái chế độ số 1 off này thì bạn sẽ cài đặt cho nó là mấy giờ nó sẽ tắt. Đây mình sẽ chỉnh cho nó về 8 giờ nó sẽ tắt, nhưng 6 giờ mở 8 giờ tắt đi. Rồi xong, đó là mình cài đặt xong này, lại bây giờ mình cài đặt xong rồi đó. Rồi bạn ấn chữ B nó để cài đặt chế độ thứ hai là mấy giờ tắt mấy giờ mở. Còn bạn đó, đây mình sẽ ấn cho các bạn đó, có nhiều chế độ này, đây 8 9 10. Nó tới 17 lần lận. Thì 17 lần bộ nhớ trong vòng 1 tuần này. Đó. Rồi bây giờ là xong. Còn cái phím màu đỏ này á, nó hiển thị chữ auto, nó sẽ tự động tắt mở theo cái chế độ mình hẹn giờ. Mình ấn off là nó sẽ không có chức năng đó nữa, nó sẽ tắt luôn, tắt thiết bị mình luôn như một công tắc vậy đó. Mình ấn on á là nó sẽ mở thiết bị điện mình luôn, chứ không cần phải là hẹn giờ gì, giống như một cái công tắc vậy thôi. Còn mình về auto, ấn về auto là nó sẽ để cái chế độ hẹn giờ. Còn cái phím mà CR ở bên tay trái của mình đây, cái này là nó sẽ reset về chế độ ban đầu của cái hẹn giờ về 0. Vừa nãy mình đang cài đặt đó, thì ấn phím đó nó sẽ về 0. Bắt đầu mình sẽ chỉnh lại cái giờ. Đó, thì chức năng của nó chỉ có vậy thôi. Thì nó các thiết bị này mình sẽ chỉ cho các bạn đó, thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu mà các bạn thấy nó hay thì ấn cho mình một like nhé.